Con đường xưa em đi
đường vắng thôi, gọi còn ai cô chi. Rồi, em xin chào tất cả các bác yêu audio nhá. Hôm nay em mới về được cặp Emmy ở các bác anh vậy. Con này oval. Về hình thức của loa rất là đẹp nha các bác nhé. Về hình thức của loa thì chắc là không phải chê cái gì được. Con check nằm ở trục giữa rất là đẹp. Con loa bát bên trong cũng rất là đẹp. Đường kính hình oval của nó là 35 x 21 nhé. Các bác như vậy. Đấy. Rất đẹp, Emmy Britain. Con này có liền luôn cả phân tần nhé. Combo liền luôn cả phân tần của nó đây. Ở đây một con và đằng sau cái hộp này có một con nữa. Không hiểu đi phân tần kiểu gì, rất là hay. Và rất đẹp nhé, sơn si mới cực kỳ luôn đó các bạn. Nhìn giữ đẹp. Cả hai chiếc đều rất là đẹp. Kể cả sơn si, tất cả các thứ nhé. Không có lỗi sơn nữa chiếc này nhé. Một cặp nào khá là đẹp. Đấy, có bao nhiêu vậy. Ok. Về phần đánh giá thì em nghĩ là cặp loa này chơi rất là ok đấy, có một chút mật mộc mạc nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ ngọt ngào của loa Anh, vẫn ok các bạn vậy. Nghe mấy bạt nhạc vàng rồi là acoustic rồi là mấy bài cổ của tâm nhạc các thứ, nó luyến láy rất là hay, vẫn giữ được một chút mộc mạc nhưng vẫn giữ được một chút ngọt ngào truyền thống của loa Anh, nói chung là ok. Cặp loa này em bán giá hơn 5 triệu nha các bác, giá rất là hợp lý. Các bác có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại để trên phần tiêu đề nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.